Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Gia Hậu, trưởng ban tổ chức, chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại Cộng hòa Séc nhấn mạnh, việc thành lập quỹ nhân ái của chương trình áo dài phu nhân toàn châu Âu là một hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam tại châu Âu, không chỉ ở hình thức mà còn trong tâm hồn. Hoạt động thiện nguyện của các đại sứ nhân ái trong thời gian sắp tới sẽ hướng đến những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng người Việt tại châu Âu và tại quê nhà Việt Nam. Ban điều hành quỹ nhân ái gồm 25 người đã được thành lập do ông Phạm Gia Hậu là giám đốc điều hành và Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam toàn châu Âu ông Hoàng Đình Thắng làm chủ tịch danh dự. Ban tổ chức cuộc thi áo dài phu nhân 2018 cũng đã trao danh hiệu đại sứ nhân ái đại diện cho Cộng hòa Séc, Ba Lan và Cộng hòa Liên bang Đức là Tuyết Hạnh, Trần Hoàng Mai Anh và Đặng Bích Lan. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, quỹ sẽ đi trao nhà nhân ái tại Bắc Ninh và sau đó có hoạt động thiện nguyện khác.